Cái giếng mình là đang đầy nước trong cái ra đúng không? Thì không có đường ống nên mình xả ra đất rồi mình cho nước nó chảy ra đây. Rồi anh này sẽ lấy nước đó giặt đồ. Đồ xong đây là lấy nước đó là rửa cá. Cá này có mấy con vậy ta? Sáu con. Ăn này. Cái gì? Ăn ít chị mới ngon, nhiều quá. Này là cá chạch. Sáng giờ anh đi câu nha. Ngồi cắm cần ở đây nè. Xong rồi. Đấy anh chẳng tốn gì hết á, chỉ có xả là đi xin thôi. Anh Phi ơi, anh giặt xong rồi anh múc cho nó thao nước lên, nó rửa đồ luôn. Nói chung là ăn uống bên bờ sông, ok không? Vì cái món là... Cá này là cá chạch câu ở sông này nha. Cắm từ hồi tối hôm qua tới giờ được 6 con á. Đây là đầu bếp trưởng. Chưa có bồ, chưa có bịch, chưa có vợ, chưa có gì hết á. Tiếp theo chỉ biết nấu ăn thôi. Chặt đồ cái chén rồi giỏi lắm. Ừ. Này mà lấy được con nào về con nó sướng ha. Không phải lo nghỉ gì hết á. Dạ mình cá. Cái cắt là làm đôi quá. Cắt làm đôi hả? Cắt làm đôi ăn nhanh hết lắm. Cắt khúc. Một con cắt làm bốn. Ừ. Con tại vì kho nó nhỏ cho nó thấm hiểu không? Chứ cắt to quá nó là không thấm. Đây câu cắm câu hồi hôm qua tới giờ. Cá này nướng lên ăn cũng được chứ ha. Cá thì nhiều. Đòi chiến nghiệp đó. Tao cũng vào đấy. Hai nhai chừng hút nha. Hơi cay đó nha. Cái đồ cay á. Nhưng bây giờ xa quay hồi lỡ dục. Bộn đầy. Có tiền mua nó quay. Cắt đi rồi rửa lại luôn. Cái nó mổ bụng cái đó đi. Mổ chấm cái bụng nó ra cá cái. Mổ bụng cá hả? Thôi bụng trứng không mà không có dơ. Trứng đừng có nhớ rồi. Ừ, nó nằm rồi.
hai cái thôi mà. Được rồi. Nó đặt. Nó đặt cho tao làm. Đây là nước cống nè, nước cống thả xuống nha. Rồi sạch quá ăn không ngon đâu. Cá câu ở sông nên phải rửa lại cái nước sông này, nó không có cái mùi, có cái vị của cá đồng á, nó mới ngon được. Cá cắt làm bốn luôn nghe quý vị. Nó con phấn nhiều nó. Trứng không? Nào cảnh làm cái mã được 14 ngày luôn. Có chụp giấy chứng minh gì không? Khi cái mã về mới chụp, nhưng mà đầu tiên là phải tìm cho được 1.000 người đăng ký cái đó mới làm được không? Ừ. Kỳ vậy ta? Đúng rồi. Vậy lúc đó lúc đủ 1.000 người đăng ký đúng không? Mới đăng ký cái kia được không? Mới đầu đăng ký mình kiếm tiền. Ở ngoài kia là một con ghe. Khoảng chừng thứ bảy tới tôi gọi cho con, đúng gửi cho con nhớ cái nha. Dạ được không? Dạ ok chú. Đây là cái bàn chà chà áo quần này, tao lấy tao đánh đi. Ở ra đâu mà đánh thật đấy. Hỏi gà để xong trái nhanh đi dữ lắm. Mà cái kẹo cái kẹo kéo cũng làm ra cái đường. Nó cũng thắng gì. Nó đậu màu vàng à. Nó kéo hồi cái ra màu trắng nậu. Đường kéo kéo. Kéo hoài kéo hồi cái ra màu trắng. Bắt đầu lại lần hai. Nói chung là cái gì nó cũng phải có cái sai. Nước chứ không phải bỏ dầu hả? Bỏ nước hay dầu? Ông kia bỏ dầu má. Nước dầu.
lưng quay không ai đâu, không ai quay chứ. Cứng cứng nó lót ở dưới được dây xài đó. Ừ gì vậy, cái này gọi là trứng cá nhiều vitamin bỏ hay uống. Ồ vàng luôn nha, kèo đường rồi. Trời ơi, nấu rồi có người quay mới nấu chứ thôi ai nấu. Đúng rồi. Phải đi từ đầu tới cuối chứ. Quay nấu ăn phải có người quay. Anh xớ nhẹ cái là hồi là nó khô là gạo cứng cơm. Lúc mà rửa đó mấy hạt này. Lần nữa mấy anh làm hộp vệ sinh quá. Thấm đều cái nêm nửa ký bột ngọt vô, nửa ký bột ngọt vô, nửa chai nước mắm bột ngọt nhưng càng nhiều càng ngon nha, đơn giản như vậy. Thêm chai nước mắm nữa. Chắc là chuyên nghiệp luôn. Rồi, bao mặn luôn. Còn bịt muối nè. Muối rồi. Đây, cho vô hai muỗng muối nữa. Mặn quá. Cá này là cá chạch sông nha. Sôi lên cái mình đổ nước vô. Cái cá này hơi dai. Nướng vô xong có đập trứng vô. Ờ. Cho nó béo. Tao bỏ xả cho ta. À, quên bỏ xả. Đồ má gì đồ nước cho bỏ xả vô. Chạy đi. Vậy cũng được luôn đó hả? Nó chuyên nghiệp mà. Nhưng mà xả sấy rồi sấy mà xả trước. Cái chi đó mà.
xem nó, chị xem nó. Rồi còn thêm gì nữa không? Công thức này ok đó. Vậy là ok rồi đúng không? À hình như thêm nước là phải thêm nghề đó. Công thức này là đỉnh nhất Sài Gòn. Ok, chờ sôi rồi mình chiến. Bây giờ sẽ đi lấy nước để nấu canh nha. Tại vì nấu nước xong thì nó mới ngọt được. Rồi nước xong đi, nước xong ở đây nó mới chất lượng, nó mới ngọt được nha mọi người. Đường này là cái đường của nước nước trên đường chảy xuống à. Ok, đây xong nước rất là trong, rất là sạch. Rồi dò nó xong đi rồi mình mới múc canh. Đó, ok. Vô để lấy nước nó canh luôn nha. Nước này nấu nó mới ngọt nước à. Bỏ lên bếp bắc nữa nha. Một giây thôi. À, ok. Rồi. Rồi. Đây là bỏ bột ngọt vào rồi nha. Lại thêm gì nữa? Muối, nước mắm, thêm như này thêm món này ha. Tại vì mình kiểu mình nghèo mình không bỏ nước mắm nhiều, đi muối thay nước mắm. Ok. Mình canh thì có đơn giản ha, mình lấy nước xong mình nấu lên nó sẽ ngọt thôi, chứ không cần cái gì cả là được. Ăn hơi bị ngon. Không, múc nước mà xong vô nấu nó mới ngọt. Ngon lành cành đào. Có mùi thơm rồi. Thơm rồi, canh như vậy là thơm rồi ha. Người ta đang hỏi tại sao ăn nước. Ăn cơm. Không, cơm quay đâu, quay lúc giòn ra thôi. Ai mà quay anh. Thôi bỏ xuống đi, lên được hả? Cho nó hành cho nó hơi nóng nóng chút xíu thôi. Ăn xong mình sẽ bắt đầu đi bán cá. Bán chim. Đi bán chim. Đẹp. Hả?